Nhưng mà cấp độ đầu tiên và ba cấp độ đầu tiên bạn phải chơi tới luôn. Trong ba cấp độ đầu tiên bạn phải tấn công ngay từ đầu, chứ không thể để nào mà Gangplank cứ đi farm rồi cứ tích cái quyền năng bất diệt, sau đó đàm phán vào người, thì lúc đấy Riven sẽ rất là khó để có thể dứt điểm đối phương. Nhưng mà trong khi mà bạn có cấp độ 3, bạn có đủ chiêu rồi, thì là lúc mà Riven phải chơi tới luôn. Cả bộ đôi Gangplank lẫn Wukong không có khả năng nào để có thể hàng được Riven cả, trừ khi người ta đánh vào thôi. Sẽ là một tình huống gang trên cho ta vòng cái đường khá là hay nha. Có cái nội tại trên người của Riven, nhưng mà 369 người ta không còn đường về rồi. Cấp độ 4 là có, anh ta đã cố gắng để lấy thêm cái lượng kinh tế mà thôi. Màn chiến công đầu dành cho vị trí của Viego. Tình huống vòng ra như vậy thì thôi, con Gangplank này dù có bổ sung vitamin, nhưng mà đây là một tình huống tấn công ở khu vực đường dưới. Có dịch chuyển, Viper đang bị thiêu đốt, Viper đang muốn tấn công Missing nhưng không đủ sát thương. Và bây giờ Scout đã có mặt ở đây, Kalavi vẫn đang có một lượng sát thương rất lớn. Scout nhặt được tốc biến nhưng sau đó vẫn là double kill cho Hope, và có thể là triple kill luôn. Kalavi dính thiêu đốt và đó điểm hạ gục dành cho Scout. Tầm nhìn rất quý của JJ, JJ đã đứng cái phát cái góc tầm nhìn vẫn hụt nha. Bây giờ tiến lên tấn công, bật chiêu cuối đến từ Riven rồi. Có tốc biến từ 369 nhưng mà chiêu cuối của 369 thả ra không có quá đẹp, anh ta vẫn chưa có chiêu cuối. Tuyệt mệnh tâm trí của JJ và mạng hạ gục dành cho JJ. Không bao giờ đủ sát thương, một cái lượng sát thương để có thể hạ gục một con Gangplank đã có giày thép gai. Bây giờ ta muốn làm gì đây? Bê về mà không sát thương, tâm nhìn sát thương rất nhiều. Flare không có tốc biến, không còn chiêu thức nào để bỏ chạy cả. Một pha bấm bê về hơi ẩu tâm trí của Flare. Thiên đình kiếm từ vị trí của Missing, có mặt Scout. Scout có cái thiêu đốt nội tại trên người. Canavi cũng đang nửa cái máu, nhưng mà Viper là người thấp máu hơn, liệu rằng họ dám đánh hay không? Hope đang là người bị tấn công đầu tiên. Hope dính cho bên bóng ngủ, dính cả thiêu đốt bật thanh tẩy rồi sát thương dầu cho Scout là quá nhiều. Một chấm máu sau cái đồng hồ này sẽ chết. Cái tên lửa đạn đạo siêu khủng khiếp đốt quá khủng khiếp đi, mang lại hàng gục dành cho phía của Jin. Jin bây giờ 3-0 rồi, nhưng mà nó không thể kích hoạt được cái thùng rượu. Nhưng mà bây giờ Canavi có mặt ở đây, có chiêu cuối đến từ Gangplank, có cả chiêu cuối đến từ phía của Jin. Của Scout đang quá thấp máu rồi, Canavi sẽ lấy được cái mạng hàng gục này mà thôi. Tuy nhiên nếu như mà quá thô lỗ là ta sẽ chết nha. Và Gao đang có mặt, sẽ là hai lai chàng Riven đã ta muốn bắt vào vị trí của Jin. Jin của Hope mất đi như mình thanh tẩy, nhưng mà anh ta vẫn còn sống. Bây giờ Riven mới là người bị truy đuổi. Canavi đang cố xoáy vào trí của Flare. Tuy nhiên Canavi mới là người đầu tiên nằm xuống. JJ thấp máu, JJ dùng cho mình tuyệt mệnh lần hai để có thể bỏ chạy. Mixin, Yagao và Hope đều đang rất thấp máu và không muốn truy đuổi nữa. Dạ kiếm, nhưng mà dạ kiếm thì nó không phù hợp lắm ở giai đoạn hiện tại. Và bây giờ là rồng nó thành các thành viên bên phía của Jin Dong rồi, họ đang lao vào tấn công. Mixin anh ta lùi ra một lượng máu khá thấp. Phía bên này Canavi đang là người gặp nguy hiểm và người đầu tiên nằm xuống, đó chính là Leona. Riven và cả Yuvi cũng nằm rồi. Hope đang được free shot, Hope đang cố gắng truy đuổi nhưng mà cái nội tại hưng phóng người ta đã không còn. Viper cùng với Scout đang cố gắng bỏ chạy cho tướng đỡ đòn chính của Jin Dong thấp máu. Sẽ có dòng ra được một vòng. Mixin bắt vào vị trí của Flare. Flare có Yuvi trên người nhưng mà lượng máu đang khá là thấp. Flare đi phải rồi, nằm xuống rồi. Yuvi đang đu người của Viper để lùi về. Nhưng mà phía bên này không ai có thể cứu được JJ cả. Và Gao dùng cái bóng của mình tiến lên, vẫn cùng 5 thành viên và cố gắng sẽ có được cái linh hồn đồng đất. E lên đất dụng Viper, anh ta đang khá là nguy hiểm nha. Không có cái E để thoát đi, vẫn còn cho mình cái tóc biến, nhưng mà anh ta không nên làm những cái tình huống như thế này. Biết hay không, JJ vẫn chưa có tầm nhìn cấm được con mắt tím phát hiện được, nhưng mà Yagao phía này chăn dây trói được JJ trở lại rồi. Giao tranh vẫn chưa nổ ra, vẫn liên tục là những tình huống ca cưa từ phía Yagao. Anh ta khá là trâu, JJ lọt xuống hang mà rồi mất cái tuyệt mệnh để lùi về khá là vô duyên, mất cho mình cả cái thái dương hay hạ say, nhưng mà không trúng chính xác vào phía của Flare. Anh ta đứng ngay giữa cái mưa đại bác, sát thương là khá nhiều. Vài cao đi vào 369 đã bắt được cao đi vào. Scout là người đầu tiên phải nằm xuống. Flare anh ta đang quá cô độc, anh ta bị bỏ rồi, bây giờ mới là cô độc thực sự. Con mèo này bị làm thịt. Viper, JJ không có bất kỳ một cái điểm tựa nào cả. Thì với bốn cái con rồng trên người, cả cái con rồng ngàn tuổi nữa thì rất là nguy hiểm, có dịch chuyển ở từng trí của Canavi Scout. Thấp máu nha. Nhưng mà liệu rằng có cướp được không? Canavi thấp máu sẽ có cơ hội. Ui không cướp được. Cho bên phía của Canavi, JJ bây giờ anh ta bị bỏ lại rồi. Scout nói thôi chúng ta không quen, bạn đi đi. Bây giờ họ quyết định là sẽ đẩy vào khu vực đường giữa. Bây giờ đẩy thẳng vào nhà rồi. Thái Dương hạ sang vào vị trí của Viper. Viper thoát đi, chưa cứu được tuyến của Gangplank. JJ là người đang thấp máu. JJ đang bị hất tung với tuyến Canary. Canary tấn công người tiếp theo là Flare. Vẫn chưa có người nào nằm xuống cả, chưa cứu được tuyến của Yumi. Nhưng mà họ quyết định là đánh nhà. Hope anh ta rất xanh. Hope anh ta là niềm hy vọng của Jin Dong. Và no hope dành cho phía của EDG.